Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My công khai hẹn hò sau gần 2 năm gắn bó. Diễn viên Trịnh Duy Anh, chú họ và là quản lý của Doãn Hải My, thay mặt người đẹp công bố thông tin cô đang hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu tối ngày 15 tháng 8. Hai cháu My và Hậu đã yêu nhau được 2 năm, cháu Hậu có xin phép mẹ cháu My và tôi cho hai đứa tìm hiểu nhau rồi. Gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của hai cháu và mong các cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hy vọng bạn bè, khán giả cùng chia sẻ niềm vui với hai bạn trẻ đáng yêu này. Hiện My và Hậu còn đang rất trẻ, nhiều hoài bão và ước mơ phát triển sự nghiệp, vẫn mong muốn tập trung cống hiến cho xã hội, chưa tính đến chuyện kết hôn, diễn viên Trịnh Duy Anh nói. Tối ngày 15 tháng 8, Đoàn Văn Hậu cũng đăng loạt ảnh khoảnh khắc sánh đôi bên bạn gái, thu hút gần 200.000 lượt thích, hơn 9.000 lượt bình luận. Đa phần bạn bè khán giả khen cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa và mong chờ đám cưới. Thủ môn Bùi Tiến Dũng viết: "Chúc mừng hai em, trăm năm hạnh phúc nhé, anh sẽ tới dự lễ cưới đúng giờ." Chú họ đồng thời là quản lý của Doãn Hải My nhận xét, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 và cầu thủ 9X đều là những người hiểu chuyện, luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Cả hai nghiêm túc, trân trọng chuyện tình cảm riêng tư và không muốn gây ồn nào nên tôi không thể chia sẻ nhiều hơn. My hiện tập trung học tập ở trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học. Thời gian qua, cháu được mời đóng chính trong 3 dự án điện ảnh nhưng bận học nên phải từ chối, quản lý của Doãn Hải My cho biết. Hồi tháng 2, Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu bị đồn đã bí mật kết hôn ở Hà Nội, tuy nhiên người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020 phủ nhận. Thông tin Doãn Hải My hẹn hò với Đoàn Văn Hậu rộ lên từ hồi tháng 10 năm 2020. Trong số 141 người Văn Hậu theo dõi trên Instagram khi ấy, Doãn Hải My là cô gái duy nhất. Ngược lại, Văn Hậu cũng là một trong số ít chàng trai được Doãn Hải My chú ý trên mạng xã hội. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu đến cổ vũ Hải My, đứng chờ gần 30 phút để tặng hoa cho cô. Anh ôm bạn gái tin đồn để an ủi khi cô trượt top 5. Cặp sao cũng bị soi nhiều lần đăng ảnh với chú thích tương đồng, check-in cùng một địa điểm. Tuy nhiên, suốt 2 năm qua, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hải My luôn tránh nhắc đến Đoàn Văn Hậu. Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Cô từng được nhiều khán giả đặc biệt danh là bản sao của Nhã Phương. Cô cao 1m67, số đo 80, 55, 92cm. Người đẹp Hà Thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Cầu thủ có mặt trong đội hình giành huy chương vàng SEA Games năm 2018. Trước khi bị đồn yêu Doãn Hải My, Văn Hậu từng công khai mối quan hệ tình cảm với hot girl Hoàng Anh Ốc. Tuy nhiên, hồi tháng 9 năm 2020, cả hai không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội và Hoàng Anh Ốc cũng tuyên bố cô độc thân.